Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ xuất hiện trở lại ở Thanh Hóa. Sau nhiều năm vắng bóng, Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, một tổ chức tôn giáo tự xưng, hoạt động trái phép hoạt động trở lại tại Thanh Hóa với 16 điểm. Ngày 30 tháng 5, Công an tỉnh Thanh Hóa phát đi cảnh báo về hoạt động trở lại của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Một giáo phái hoạt động biến tướng sai lệch với nhiều quan điểm cực đoan nên đề nghị người dân cần hết sức tỉnh táo khi tiếp nhận các thông tin từ thành viên hội thánh này, tránh bị lợi dụng gây nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Theo nắm bắt của Công an tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có khoảng 500 người đang hoạt động trong tổ chức này với 16 điểm sinh hoạt, tập trung phần lớn ở thành phố Thanh Hóa. Theo cơ quan chức năng, những người tin theo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ thường ở độ tuổi từ 18 đến 50, phần nhiều là sinh viên, phụ nữ nội trợ. Các đối tượng cầm đầu thường lựa chọn mục tiêu là những người gặp khó khăn, bất trắc trong cuộc sống, ốm đau, làm ăn thua lỗ để tiếp cận, dụ dỗ lôi kéo tham gia hội. Tại Thanh Hóa đã ghi nhận tình trạng tiếp cận với nạn nhân ở các quán cà phê, công viên cây xanh hoặc núp bóng dưới hình thức tổ chức hội thảo hướng dẫn cách làm giàu, tuyên truyền mô hình kinh doanh đa cấp. Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ xuất hiện tại Thanh Hóa vào năm 2015 và núp bóng dưới nhiều hình thức như bán hàng online, kinh doanh thiết bị điện, đồ gia dụng, máy lọc nước và làm từ thiện để dụ dỗ, lôi kéo những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình éo le, gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống tham gia, trong đó chủ yếu là phụ nữ, người già và học sinh, sinh viên. Sau khi phát hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp đấu tranh, xóa hàng chục điểm sinh hoạt đạo trái pháp luật của hội này, bắt, xử lý nhiều đối tượng cầm đầu có liên quan. Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, tên chính thức và đầy đủ là Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp hội Truyền giáo Tin lành Thế giới do An Sang Hong 1918 đến 1985, sáng lập vào năm 1964 tại Hàn Quốc. Tòa Thánh Roma đã ra nhiều văn thư lên án các sai lạc trong giải thích kinh thánh của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, coi đây là một lạc giáo,